cho 200 điểm, trong đó có 10 điểm cùng nằm trên một đường thẳng. Vậy ý nói rằng 10 điểm này chỉ vẽ được duy nhất một đường thẳng thôi nha các bạn. Một đường thẳng thôi. Một đường thẳng thôi. Ngoài ra không có 3 điểm nào khác thẳng hàng. Qua 2 điểm ta vẽ được một đường thẳng. Hỏi vẽ được tất cả bao nhiêu đường thẳng? Thì các bạn nhớ giúp Lợi công thức nè. N nhân N trừ 1 chia 2. Đây là số đường thẳng. Đường thẳng với N là số điểm. Nhớ không thẳng hàng. Không thẳng thẳng hàng. Được chưa? Vậy có 200 điểm thì ta tìm được 200 điểm này. Ta làm 200 điểm này không có 3 điểm thẳng hàng. 3 điểm thẳng hàng. Không có điểm nào, không có 3 điểm thẳng thẳng hàng. Thẳng thẳng hàng. Vậy mình áp dụng công thức sẽ ra là 200 nhân cho 200 trừ 1 chia 2. Vậy ta sẽ tính ra được bao nhiêu à? Ta sẽ tính ra được là được 1900 đường thẳng. Tiếp tục ta tính riêng 10 điểm. 10 điểm không có 3 điểm nào thẳng hàng. 3 điểm thẳng thẳng hàng. Thì ta lấy 10 nhân 10 trừ 1 chia 2. Vậy ra 45 đường thẳng. Và 10 điểm thẳng hàng. 10 điểm thẳng thẳng hàng. Thì qua 10 điểm thẳng hàng ta chỉ vẽ được một đường thẳng duy nhất. Nhớ đường thẳng duy nhất. Vậy 200 điểm nè, trừ đi 10 điểm không thẳng hàng. Đúng không ạ? Lấy 200 điểm. Đây, lấy kết quả này 19900 trừ đi 10 điểm không có 3 điểm thẳng hàng là 45. Ý nói là 10 điểm đó thẳng hàng. Thẳng hàng thì tạo ra được bao nhiêu đường thẳng à? Một đường thẳng thì mình cộng thêm 1 là các bạn. Bằng ra bao nhiêu các bạn comment giúp Lợi.